Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 26 tháng 10 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là hơn chừng 9 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì mình bận công việc chút thì hôm nay mình lên clip được. Thì buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về để ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ lại thanh lý cho các bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm bên mình có thể lên kênh YouTube của mình. Các bạn gõ kênh là Triệu Phú TV nhé. Đây, gọi Triệu Phú TV này. Đây. Các bạn kích vào đăng ký kênh. Đấy, kênh mình là hơn 50k lượt sắp cho các bạn nhé. Các bạn kích vào đăng ký kênh. Các bạn kích đăng ký kênh này, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay để cho các bạn không chờ được các bạn. Giới thiệu các bạn là chiếc Xiaomi này, Xiaomi Lot 4 này. Đây mình sẽ xem giới thiệu các bạn này. Con này là Xiaomi Lot 4, con này là RAM 3GB, bộ nhớ 132GB nhé. Thì con này thì tình trạng là màn thì nó hơi bị chảy mực ở phần trên này thôi này. Đấy. RAM 3GB, bộ nhớ 132GB. Đấy, máy tất cả là chức năng dùng bình thường. Đấy, không đủ dùng bình thường nhé. Màn chỉ bị là chảy một lỗi chảy mực này, đoạn này thôi. Đấy. Đấy. Con này là màn chỉ bị chảy mực từ này thôi. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 750k nhé. Con Xiaomi Lot 3 này thì bên mình gì nhỉ? Lot 4 đấy nhá. Đây là Xiaomi Lot 4 này. Redmi Note 4 này, RAM 3 bộ nhớ 32GB. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 750k. Các bạn mua về làm máy phụ chống cháy hoặc là tặng ông bà, bố mẹ, người thân hoặc là cái em nhỏ rất ok nhé. Đấy. Con này bên mình đang bán bạn giá là 750k. Bạn nào thích sản phẩm Xiaomi Lot 4 này, các bạn liên hệ mình sớm nhất, một là qua Zalo, số này mình số Zalo. Hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình và đây địa chỉ cửa hàng mình. Gần các bạn thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để giao lưu nhé. Đấy. Giao lưu và trao đổi điện thoại cũng mới rất ok. Bên mình thì giao lưu trao đổi thoải mái. Đây. 750k con này nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay mình cứ từ hiệu từ rẻ đến đắt cho các bạn này. Tiếp theo là mình hai con Oppo A37 này. Đây, hai con Oppo A37 thì buổi tối ngày hôm nay mình về là hai con này. Bọn Oppo A37 thì các bạn cũng đã rõ rồi. Cấu hình của nó là RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 16GB nhé. RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Con Oppo A37 này thì là rất là phổ biến rồi. Thì con này thì hình thức còn đẹp, còn 90/90%. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1 triệu đồng nhé. Con Oppo A37 này thì là 1 triệu đồng. Và con này thì là vỏ phẩy theo thời gian này. Con này là 900k nhé. Đấy, con Oppo A37 này, con này là 1 triệu đồng này. Và con này là 900k. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Oppo A37 này các bạn tham được sớm nhất nhá. Đây, gần qua hàng trực tiếp mình. Và tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp. Thì các bạn nào ưng nào sản phẩm bên mình thì các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp mình đặt hàng. Nếu mà Zalo mình Zalo mà Facebook mình không trả lời kịp thì mong bạn liên hệ trực tiếp qua số mình đặt hàng nhé. Và giờ làm việc mình bắt đầu từ là 7 giờ sáng và đến 10 giờ tối. Mong là các bạn cho mình gọi cho mình đừng muộn quá hoặc là sớm quá nhé. Đấy, Oppo A37 1 triệu đồng ạ. Và hình thức mua hàng bên mình rất nhiều hình thức. Nếu mà các bạn nào đã tin tưởng bên mình rồi ấy, thì các bạn chọn hình thức là chuyển khoản trước. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình rồi ấy, thì các bạn thể chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán các bạn phải cọc trước phí ship cho mình 50k, 100k, 200k tùy theo mức giá sản phẩm của bạn nhé. Đấy, tùy theo mức giá sản phẩm. Đấy. Tùy theo mức giá sản phẩm. Còn các bạn nào mà chuyển khoản trước thì mình sẽ free ship cho các bạn. Và năm 2020 rồi thì nhiều bạn có hỏi mình thì có nên mua hàng online không ấy. Thì theo mình, lời khuyên của mình, các bạn nên mua hàng online. Thì mua hàng online thì các bạn được nhận hàng, kiểm tra và thanh toán mà. Nên các bạn mua hàng online thì các bạn ngồi ở nhà cũng có người mang điện thoại cho các bạn. Rất là sướng, rất là ok các bạn nhé. Đấy. Năm 2020 các bạn mua hàng online rất là sướng ạ. Và tiếp theo là sản phẩm con này là Oppo F1S. Đấy, Oppo F1S thì hôm nay em vừa mới về con này xong. Đấy. Đấy. Con Oppo F1S này. Đấy. Cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Con Oppo F1S này thì là ngoại hình còn 90/90%. Con này thì là ngoại hình còn khá là ok, khá là đẹp nhé. Con Oppo F1S này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 1.500.000. Màn hình của nó là màn hình là 5,5 inch nhé. Đấy, màn hình là 5,5 inch. Có nút home này và hai nút back trở về này. Đấy, nút trở về và nút đa nhiệm, nút home vật lý có vân tay nhé. Nút home này có vân tay, các bạn dùng rất là sướng nhé. Bấm rất là sướng. Đấy.
Còn Oppo F1S này thì bên mình đang bán giá 1.500.000 nhá. Và tiếp theo, sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con này là con Samsung. Con này là mình sẽ Samsung là gì nhỉ? Samsung M10. Đấy, M10 thì con này là phiên bản của nó, mình sẽ xem phiên bản nó bao nhiêu GB nhé. Con này là RAM 2GB rồi. RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB nhé. Con M10 này là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB. Màn hình con này thì là màn hình giọt nước 6 inch, tràn viền 6 inch, hơn 6 inch. Thì là máy ngoại hình con này khá là ok này, 90 trên 90%. Đấy. Máy cũ rồi thì tình trạng mà phải phải đôi chỗ thì không thể tránh được các bạn nhé. Nhiều bạn cũng nhiều bạn hay mua sản phẩm điện thoại cũ ấy. Nhiều lúc bên mình chỉ báo giá là bên mình chỉ báo tình trạng như là từ 90 trên 90% thôi, chứ mình bên mình không báo 99. Nhiều bạn cũng hay đòi hỏi là máy phải không cần móp hay là không chầy chụa gì này. Nói chung là những cái sản phẩm mà máy đẹp như thế thì chỉ có máy mới thôi các bạn nhé. Nói chung là máy cũ rồi thì không thể tránh được trường hợp mà phải hay cần một đôi chỗ nhé. Đấy. Đấy. Nên các bạn mua máy cũ các bạn phải hiểu về vấn đề đấy. Đấy. Con M10 này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.600.000 nhé các bạn nhé. Đấy, 1.600.000. Các bạn mua về làm một máy phụ nghe gọi tặng ông bà bố mẹ người thân hoặc các em nhỏ đi học rất là ok. Samsung của nó thì là được cái là hiển thị rất là ok. RAM 2 của nó rất là khỏe nhé. Đấy. Samsung M10 pin thì là 4.000, hơn 4.000, màn hình hơn 6 inch. Đấy, 1 triệu gì nhỉ? Con này là 1 triệu gì nhỉ? 1.600.000 nhé. Và 10 thì ạ. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con này là con Redmi 8 này. Này. Con này là con Redmi 8 đấy ạ. Đây. Con này là Redmi 8. Này. Redmi 8, con này là phiên bản của nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Mình sẽ xem cái pin của con Redmi 8 này, như pin là 4.000 là 5.000 thì sao ạ? Để xem cho chuẩn cho lại các bạn nhé. Pin này 5.000 các bạn nhá. Pin con Redmi 8 này là pin nó 5.000 nhé. Đấy. Pin con Redmi 8 này pin là 5.000 các bạn nhá. Đấy. Pin con Redmi 8 là pin 5.000. Màn hình con này là 6,22 inch nhá. Đấy, pin 5.000 các bạn dùng quá tuyệt vời luôn. Ngoại hình con này còn độ 90%. Lưng thì hơi phải một chút thôi nhé. Đấy. Lưng hơi phải chút thôi. Con này thì bên mình sẽ thanh lý các bạn với giá là 1.700.000 nhé. Đấy, con Redmi 8 này thì bên mình đang thanh lý các bạn giá là 1.700.000 nhé. Đấy. Chỉ với giá 1.700.000 thôi. Các bạn ở xíu sản phẩm là Redmi 8, pin là 5.000. Đấy. Dùng thì phê lòi tài phỏi luôn. Đấy. Tội gì các bạn phải đi mua máy mới làm gì đâu. Nói chung là năm 2020 điện thoại rất là rẻ. Các bạn cứ đi mua hàng online và trên mạng cho mình nhé. Rất là rẻ. Nhiều điện thoại chính hãng thôi nhưng mà nó rẻ lắm. Có vài trăm nghìn thôi này. Còn Redmi 8 này pin 5.000 mà có 1.700.000 này. Rất là rẻ. Đấy. Các bạn lao vào máy mới làm gì đâu. Máy cũ dùng cũng rất ok. Vẫn còn các cái miếng nylon theo máy luôn. Miếng dán dán lưng theo máy này. Đấy. 1.700.000 cho các bạn nhá. Redmi 8 đấy ạ, rất là rẻ cho các bạn lựa chọn ạ. Đó, rất nhiều điện thoại cũ giá rẻ. Thế các bạn có thể là đăng ký kênh YouTube mình để đặt hàng nhá. Đây, hôm nay thì nhà mình về được con này là con Intech này. À, con này là con Intech này, Intech Blue. Đó. Con này là Intech Blue. Con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong 32GB này. Đó. Con này là Intech Blue. RAM 4GB bộ nhớ trong 32GB. Đấy. Con này thì nó là dòng máy Intech này, dòng của Trung Quốc thôi. Đây. RAM 4GB bộ nhớ trong 32GB. Nói chung là hãng Intech này thì nó không có thương hiệu gì các bạn nhé. Đấy, Intech này. Ba gì nhỉ? Ba camera luôn này, Intech này ba camera nhé. Đấy, các bạn mua về làm máy phụ chống cháy nghe gọi rất ok. Đấy, còn Intech này thì các bạn mua về là tặng các em nhỏ mà xem phim, nói chung là nghe nhạc hoặc là nghe gọi mà dùng những chức năng vừa vừa ấy, thì rất là ok. Còn Intech này thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 700.000 nhé. Đấy. Intech này mình sẽ bán cho bạn với giá là 700.000. Màn hình con này thì là màn hình của nó là 6 inch nhé. Đấy, hơn 6 inch, 6 inch, 2 sim, 2 sóng. Đấy. Nói chung là cái phần RAM bộ nhớ này thì nhiều khi các bọn mà máy dòng Intech này nó không được Intech Blue này thì nó không được chuẩn cho lắm đâu các bạn nhé.
700.000 nhá, không khác gì của máy có đen trắng á. Đấy, tặng kèm vào cái ốp này luôn, thanh lý giá lợn chết cho bạn 700k, về làm một máy phụ nghe gọi hoặc là cho các em nhỏ xem phim nghe nhạc YouTube rất ok nhá. Con Intech này Bluetooth đấy nhá, 700k các bạn nhá. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình sẽ giới thiệu với các bạn là chiếc sản phẩm là Samsung, con này là Samsung A8 2018. A8 2018 thì hôm nay nhà mình vừa về hai cây thì các bạn nhé. A8 2018 này thì hai cây này đều là bản Hàn, hai cây này đều là bản Hàn, một sim một sóng nhé. A8 2018 hai cây này còn hình thức của ngoại hình còn 90/90%. A8 2018 này ngoại hình còn 90/90%. Bọn này thì làm tất cả màn hình đẹp nhé. A8 2018 đấy. Đấy. Này, nhà mình về được một cây màu, hai cây màu gold các bạn nhá. A8 2018 này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.400.000. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Đấy, bản Hàn một sim nhá. Đây A8 2018, nói chung là RAM 4 của iPhone Samsung thì nó thật với các bạn. Khỏi phải chê luôn. Không bao giờ chê cái RAM của Samsung luôn. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 màu gold 2.400.000 này các bạn nhà mình sớm nhất nhá. Máy đẹp leng keng xà beng đẹp màu gold nhá. Đấy, các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân rất là ok. Con này để cầm cực kỳ là nhỏ gọn, chắc tay nhá. Đấy, rất là sướng ạ. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 bạn hàng sớm nhất nhá. Đấy, 2.400.000 một con ạ. Và tiếp đến buổi tối ngày hôm nay nhà mình giới thiệu với các bạn là chiếc hôm nay thì mình bán một chiếc đi, con này thì để mai mới bán được. Con này là chiếc Samsung S7e, con này là bản Mỹ nhá. S7e con này Mỹ thì chạy chiếc chip Snapdragon các bạn nhá. Màn hình con này thì hơi bị ả một chút thôi. Đấy, hơi bị ả một chút thôi. Màn hình con S7e này thì hơi bị ả một chút. Con này thì là bản T, bản Mỹ nhá. Bản Mỹ của nó là chạy chip Snapdragon, chạy cực kỳ là khỏe, dành các bạn chiến game rất ok. Màn hình thì là hơi ám nhẹ một chút. Đấy, con S7e này. Cấu hình của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB nhá. Mình sẽ xem này, lưu trữ này. Đấy, RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con S7e được cái thì con này thì ngoại hình con này còn 90/90%. S7e màu bạc này nhá. Con này là bản Mỹ nhá. Đấy, màn hình thì hơi bị ám một chút thôi. Hơi bị ám nhẹ một chút thôi. Đấy. Con S7e bản Mỹ này thì bên mình đang bán với giá là 2.200.000. Đấy, S7e bản Mỹ 2.200.000. Đấy, nói chung là S7e này khỏi phải chê luôn. RAM chip của nó thì các bạn khỏi phải chê, quá tuyệt vời luôn. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S7e này các bạn đang sớm nhất nhá. S7e thì hôm nay mình về được một chiếc nhá. Đây ạ, và tiếp theo vào buổi tối ngày hôm nay nhà mình về con S9 Mỹ này. Con này thì hôm nay vừa mới thâu lại của khách xong. Đây, Samsung S9 Mỹ này. Đấy, S9 của Mỹ. Đấy, S9 Mỹ đấy. Đấy, Samsung S9 Mỹ này. S9 Mỹ thì là màn hình con này thì là màn hình tràn viền 5.8 inch. Đấy. 5.8 inch, con này thì là màn hình đẹp nhé các bạn nhé. Con này thì là màn hình đẹp ạ. Bản Mỹ của nó thì là mặc định nó bản Mỹ là một sim các bạn nhé. Bản Mỹ một sim. Màn hình của S9 là 5.8 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K nhé. Đấy, độ phân giải màn hình 2K. Cấu hình con S9 này là RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Con này thì là chạy chip Snapdragon, chạy chip Snapdragon 845. Các bạn chiến các loại game luôn nhé. S9 Mỹ này gọi là chiến các loại game luôn. Đấy, con này thì là máy zin đét nhé. Máy còn zin đét nguyên bản luôn nhé. Hình thức thì con này thì là mặt trước thì có đã dán cường lực này, và mặt sau thì đã bọc nylon carbon nhé. Mặt sau thì đã bọc carbon hết rồi. Mặt trước thì dán cường lực rồi. Có một cái ốp dẻo thì vì khách đang dùng mà. Đây, hôm nay thanh lý cho bên mình, thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 4.000.000 những S9 Mỹ này nhá. Đây, S9 bản Mỹ đấy, 4.000.000. Đấy. Đấy, màn hình đẹp nhá. RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S9 Mỹ này các bạn nhà mình sớm nhất nhá. Đấy, máy màu đen bóng, 4.000.000 các bạn nhá, rất là rẻ cho các bạn ạ. Con này hôm nay mình vừa thâu lại của khách thôi, mình có giá hời rồi các bạn nhá. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung S9 các bạn nhà mình sớm nhất nhá. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu với các bạn là chiếc sản phẩm là Samsung Note 9 này. Đấy. Samsung Note 9 thì con này thì là màn hình mình sẽ nói sơ qua. Đấy. Màn hình con này là tràn viền 6.4 inch nhá. Con Note 9 này màn hình là tràn viền 6.4 inch.
Màn hình con này độ phân giải là 2K nhé. Đấy. Này, quay phim video 4K luôn nhé. Màn hình 2K, quay video 4K luôn, này, full màn hình này. Quay video độ phân giải 4K rất cực kỳ là sắc nét. Con lót 9 này thì của mình là phiên bản Hàn, 2 SIM 2 sóng. Mình đã lên 2 SIM 2 sóng cho các bạn đấy nhé. Cấu hình là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB nhé. Đấy, lót 9 này, RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB, các bạn tha hồ lưu trữ. Đấy, lót 9 đấy. Con này thì là màu xanh bạc ạ. Màu xanh bạc thì ngoại hình con này còn 90/90%. Lót 9 màu xanh bạc này. À, con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 6.800.000. Con này thì là màn hình đẹp nhé, không ám ố ạ. Màn hình sáng đẹp không ám ố. Đấy, con lót 9 này là bản Hàn 2 SIM. Lót 9 thì có hỗ trợ tính năng bút sen rất tuyệt vời. Các bạn có thể tính năng mà chụp ảnh rất ok nhé. Này. Này. Đấy, các bạn bấm bút thôi là chụp ảnh nhé. Đấy. Lót 9 các bạn chỉ cần bấm bút chụp ảnh thôi, rất là sướng nhé. Đấy. Đấy, rất tính năng. Con này thì là màu xanh bạc. Máy ngoại hình thì rất là đẹp đấy. Bên mình đang bán giá là 6.800.000 con lót 9 đấy nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung lót 9 này các bạn đang mình sớm nhất nhá. Đấy. Nhà mình thì còn mỗi một chiếc này cho các bạn nhé. Đấy. Cũng khá là ok, còn 90/90%. Đấy. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình thì có ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ thanh lý cho các bạn. Thì tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp, thì các bạn ưng nào sản phẩm mình các bạn nhấc máy liên hệ trực tiếp mình. Và tất cả sản phẩm bên mình thì lỗi được một tuần và bảo hành 6 tháng. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc bạn đang xem video mình một đồ tùng ngon. Quên mất mình giới thiệu các bạn nhé. Đây. Và cuối cùng nhà mình thì có hôm nay nhà mình về lại về tiếp tục được ít SIM Villa vào mạng cả năm. SIM Villa vào mạng cả năm này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 350K. Đấy, để mình nói qua về cấu hình của nó. Thì nó là gói cước là D500 các bạn nhé. SIM này thì là sẽ có thêm một tính năng là nghe gọi các bạn nhé. Đấy. SIM Villa vào mạng bên mình là cả năm bên mình ấy thì là sẽ có tính năng thứ nhất là được nghe gọi nhé, hỗ trợ cả nghe gọi nhé. Đấy. SIM Villa 4G vào mạng cả năm chỉ với giá là 350K, có hỗ trợ là nghe gọi, các bạn nào muốn gọi các bạn thể nạp thêm tiền vào. Mặc định của nó đã vào mạng hàng cả năm rồi, các bạn không phải phát SIM 1.000 nào. Còn các bạn là muốn gọi thì sẽ phải nạp tiền vào nhé. Bên mình đang bán với giá là 350K. SIM này thì mình vừa hôm nay mới về. Còn chủ yếu SIM mạng thì mình hay bán ở cửa hàng thôi. Mình ít khi là bán trên mạng lắm. Thì lần này SIM nó cao mà. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm là SIM Villa 4G vào mạng cả năm này, các bạn nhanh tay đặt hàng mình sớm nhất. SIM Villa này có cả chức năng nghe gọi nhá. Và thì bây giờ cũng muộn rồi. Và xin chúc bạn đang xem video mình buổi tối ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn gặp lại clip tối ngày mai các bạn nhé.